Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Đó là những thông tin liên quan đến những nghệ sĩ có liên quan đến chị gái của bệnh nhân số 17 đã tham gia sự kiện tại Italia. Những ngày qua, thì việc bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đã gây xôn xao cả nước. Bệnh nhân này cùng với chị gái trước khi phát bệnh đã tham dự nhiều sự kiện thời trang tại Milan của Italia và Paris của Pháp. Các sự kiện thời trang văn hóa này có thể là có cả những văn nghệ sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Do vậy, để đảm bảo việc phát hiện kịp thời những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo vận động các nghệ sĩ từng tham dự sự kiện này, có tiếp xúc với bệnh nhân NHN và chị ruột của cô này, khẩn trương liên hệ với các trung tâm y tế hoặc bệnh viện tuyến quận huyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch. Cùng với đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo công an quận, huyện và Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức kiểm tra, ra soát để phát hiện những người vừa trở về từ Milan, Paris từng tiếp xúc với bệnh nhân số 17 và chị ruột, đề nghị các công dân này đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện quận, huyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, thì sự kiện tuần lễ thời trang Milan năm 2020 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 2 năm 2020 tại Italia, bất chấp tình hình của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tiếp đó, sự kiện tuần lễ thời trang Paris diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2020.